sáng ngày 16 tháng 10 năm 2022, nhằm ngày 21 tháng 9 năm Nhâm Dần, tại chùa Phật Ân, trụ sở trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang, số 5 Ngô Quyền, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, ban giám hiệu cùng môn đồ pháp quyến trang nghiêm viết lễ huy kỵ tưởng niệm lần thứ 12 cố hòa thượng Thích Hoàng Từ, nguyên ủy viên hội đồng trị sự, phó trưởng ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, trưởng ban giáo dục Phật học tỉnh, hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang. Buổi lễ có sự quang lâm chứng minh của hòa thượng Thích Huệ Minh, ủy viên hội đồng trị sự, chứng minh ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, hòa thượng Thích Hành Trân, chứng minh ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, hòa thượng Thích Hoàng Đức, ủy viên hội đồng trị sự, phó trưởng ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, hòa thượng Thích Giác Nhân, ủy viên hội đồng trị sự, phó trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, thượng tọa Thích Quảng Lộc, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, trưởng ban trị sự Phật giáo thành phố Mỹ Tho, hòa thượng Thích Thiện Nhẫn, ủy viên thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Tân Phú Đông, hòa thượng Thích Bổn Hòa, ủy viên thường trực trưởng ban nghi lễ Phật giáo tỉnh, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Gò Công Đông, thượng tọa Thích Nhật Đức, phó trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Gò Công Tây, thượng tọa Thích Giác Nguyên, phó trưởng ban trị sự, trưởng ban hoằng pháp Phật giáo tỉnh, thượng tọa Thích Trung Chánh, phó trưởng ban trị sự, trưởng ban từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh, chư tôn đức tăng ni thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, chư tăng ni trong ban giáo dục Phật giáo tỉnh, ban giám hiệu nhà trường, trụ trì một số từ viện trong và ngoài tỉnh, chư tăng ni sinh, các thế hệ học trò của cố hòa thượng và đông đảo Phật tử tham dự. Bắt đầu buổi lễ, môn đồ pháp quyến thành kính cung thỉnh chư tôn đức đăng lâm Phật điện niêm hương bạch Phật, tri tụng kinh A Di Đà và cúng ngọ Phật. Sau đó là nghi thức cúng tiến giác linh do thượng tọa Thích Hải Châu, ủy viên thường trực ban trị sự, phó trưởng ban nghi lễ Phật giáo tỉnh Tiền Giang đương vi sám chủ. Nơi tổ đường chùa Phật Ân trước giác linh đường của cố hòa thượng Thích Hoàng Từ, chư tôn đức đệ tử trang nghiêm đồng thắp hương tưởng niệm. Tại trai đường trang nghiêm, thay mặt chư tôn đức ban giám hiệu trường Trung cấp Phật học Tiền Giang, đại đức Thích Đức Minh, phó hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học Tiền Giang, thành kính cung tuyên tiểu sử cố hòa thượng Thích Hoàng Từ, đại chúng được ôn lại cuộc đời đạo hạnh viên dung của cố hòa thượng đã cống hiến cho sự nghiệp ổn định và phát triển Phật giáo nói chung và Phật giáo tỉnh Tiền Giang nói riêng, một người thầy tài ba ôn hòa khả kính của bao thế hệ tăng ni tỉnh Tiền Giang. Hòa thượng Thích Huệ Minh, đạo từ chứng minh lời tác bạch cúng dường của đại đức Thích Huệ Phát, hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học tỉnh, cùng chư tôn đức trong ban giám hiệu nhà trường. Hòa thượng Thích Huệ Minh đã nhấn mạnh đến công đức của cố hòa thượng Thích Hoàng Từ cho sự nghiệp đào tạo tăng ni và xây dựng hệ thống giáo dục Phật học tại tỉnh nhà. Qua đây, hòa thượng nhắc nhở chư tôn đức trong ban giám hiệu và môn đồ pháp quyến của cố hòa thượng tiếp tục giữ gìn và phát huy những thành quả tốt đẹp mà chư tôn đức tiền bối đã để lại, làm rạng rỡ thiền môn, vang danh họ Thích.